Messi đoạt quả bóng vàng lần thứ 8 trong lễ trao giải diễn ra vào sáng ngày 31 tháng 10 tại nhà hát Châtelet ở Paris, Pháp. Anh giành chiến thắng trước tiền đạo Erling Haaland về nhì và Kylian Mbappe về ba. Trong khi một bộ phận fan vẫn đang phản đối kết quả, thì chính Haaland và Mbappe đã đăng tải bài viết chúc mừng người đàn anh đi vào lịch sử. Họ hiểu rằng không thể đọ nổi với Messi. Lionel Messi áp đảo trong cuộc bình chọn quả bóng vàng 2023 khi nhận 462 điểm, trong khi người đứng thứ hai là Erling Haaland được 357 điểm. Người đứng thứ ba Kylian Mbappe nhận 270 điểm, còn Kevin De Bruyne đứng thứ tư với 100 điểm. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là Rodri 57 điểm, Vinicius Junior 49 điểm, Julian Alvarez 28 điểm, Victor Osimhen 24, Bernardo Silva 20 và Luka Modric 19. Quả bóng vàng được bình chọn bởi các nhà báo và thủ quân đội tuyển quốc gia từ các nước nằm trong top 100 bảng FIFA. Năm nay có 92 trong 100 nước tham gia. Nếu quy ra phiếu bầu, Messi được 68 quốc gia chọn giành quả bóng vàng 2023. Haaland được 20 phiếu, Mbappe được 3 phiếu và phiếu còn lại thuộc về Bernardo Silva. Danh sách chi tiết phiếu bầu từ các quốc gia cho thấy nhiều điểm thú vị. Ví dụ đại diện của Pháp chọn Haaland giành quả bóng vàng chứ không phải là gà nhà Mbappe. Tuy chỉ đứng thứ 9 với 20 điểm, Bernardo Silva là cầu thủ duy nhất được bầu chọn ngoài bộ ba Messi, Haaland, Mbappe khi nhận phiếu duy nhất từ Bồ Đào Nha. Mỗi cầu thủ được tính điểm dựa trên thứ tự họ được chọn trên phiếu bầu. Cụ thể, vị trí số 1 được 6 điểm, thứ 2 được 4 điểm, thứ 3 được 3 điểm, thứ 4 được 2 điểm và thứ 5 được 1 điểm. Trước đó, các biên tập viên của tạp chí Pháp L'Équipe đã thảo luận cùng các chuyên gia như cựu tiền đạo Didier Drogba để đưa ra danh sách 30 cầu thủ tham gia cuộc bầu chọn vào ngày 6 tháng 9. Với 8 quả bóng vàng, không cần phải nói gì thêm nữa, Messi chính là cầu thủ vĩ đại nhất mà thế giới bóng đá từng sản sinh. Ngay cả Pele khi đã được phòng football xét lại và trao cho quả bóng vàng tượng trưng thì cũng chỉ có được 7 lần. Và giờ thì Messi đã vượt lên với một lần nhiều hơn. Và quan trọng hơn cả, Empunga là cầu thủ duy nhất từ xưa đến nay sở hữu tất tần tật các danh hiệu có thể đạt được ở cấp độ câu lạc bộ và cấp đội tuyển quốc gia, bao gồm cả U20 và Olympic. Đó là sự hoàn mỹ mà chỉ riêng anh mới có. Nếu bạn không thừa nhận Messi là số 1 lịch sử thì cũng ok thôi, vì thực ra còn nhiều thứ để phân tích. Ví dụ như các thời đại khác nhau nên cầu thủ khó có thể so được với nhau. Nhưng chắc chắn trong 30 năm này không ai sánh bằng Messi, cả về tài năng lẫn danh hiệu cá nhân và danh hiệu tập thể. Chính vì thế, nhiều người đã kỳ vọng rằng Messi sẽ được trao siêu quả bóng vàng. Đây là một giải thưởng hết sức đặc biệt, chỉ trao cho cầu thủ được ghi nhận là người xuất sắc nhất trong vòng 30 năm qua. Và trong lịch sử phòng football mới chỉ trao giải thưởng này một lần vào năm 1989, tức 29 năm trước. Vào năm 1989, phòng football đã trao siêu quả bóng vàng cho huyền thoại Alfredo Di Stefano, một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới trong thập niên 1950-1960 và là người mở đầu cho kỷ nguyên hoàng kim của Real Madrid với 5 chiếc vô địch C1 liên tục. Di Stefano đã nhận được số phiếu bầu cao nhất từ độc giả France Football, một ban chuyên gia do tờ báo này lựa chọn, cũng như tất cả những người đã đạt quả bóng vàng trong quá khứ. Di Stefano, người đoạt quả bóng vàng năm 1957 và 1959, đã có số phiếu bầu cao hơn hẳn những người xếp sau là Johan Cruyff và Michel Platini, mỗi người đều 3 lần đoạt quả bóng vàng. Di Stefano đã đoạt quả bóng vàng năm 1958 và 1960. Nhưng khi đó, France Football có quy định người đoạt giải năm trước không được đề cử năm sau. Chính vì kỷ lục quá đồ sộ, nhiều người đề nghị tạp chí France Football trao cho Messi danh hiệu siêu quả bóng vàng. Tuy nhiên, đề xuất này bị France Football từ chối. Tờ Marca đăng tải thông tin gây sốc đến làng túc cầu, đặc biệt là những người đang kỳ vọng Messi sẽ được trao tặng một giải thưởng mới lạ nhằm tri ân anh khi trở thành người nhiều ballon d'or nhất từ cổ chí kim. Danh hiệu siêu quả bóng vàng từng được tạp chí France Football trao một lần duy nhất vào năm 1999 cho cố danh thủ huyền thoại Alfredo Di Stefano, người từng đoạt hai danh hiệu quả bóng vàng vào năm 1957 và 1959, cùng một lần về nhì năm 1956. Cuộc bầu chọn siêu quả bóng vàng được France Football tổ chức vào năm 1989 thông qua việc tham khảo ý kiến của độc giả và các danh thủ từng đoạt giải quả bóng vàng bỏ phiếu bầu. Trong số các ứng viên sang giá như Johan Cruyff, Michel Platini, Frank Beckenbauer, Kevin Keegan và Kanhen Rummenigge, ông Alfredo Di Stefano đã giành được chiến thắng, là người sở hữu danh hiệu độc nhất này cho đến nay. Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ lần đầu bầu chọn danh hiệu siêu quả bóng vàng đầu tiên với huyền thoại Alfredo Di Stefano đoạt giải, ý tưởng trao danh hiệu này cho Messi đã được khởi lại, vì kỷ lục lịch sử 8 lần đoạt quả bóng vàng của danh thủ người Argentina quá đồ sộ.
Nhưng một nguồn tin nội bộ từ phòng football cho biết, tạp chí này không có bất cứ ý định nào sẽ tổ chức lại một lần nữa cuộc bầu chọn danh hiệu siêu của bóng vàng. Tờ Marca chia sẻ. Tờ Marca cũng tiết lộ, danh hiệu siêu của bóng vàng của Alfredo Di Stefano hiện nay cũng là một bí ẩn, nó gần như mất tích. Năm 2021, gia đình cố huyền thoại người Argentina và Tây Ban Nha đã bán đi hàng trăm kỷ vật lưu niệm của ông, khoảng 7 năm sau khi ông qua đời ở tuổi 88 vào tháng 7 năm 2014. Trong đó, gồm hai quả bóng vàng và cả danh hiệu siêu của bóng vàng cũng được bán với giá 211.000 USD. Nhưng giờ không biết ai là chủ nhân của nó. Chính vì thế, trên các diễn đàn bóng đá đang có hai luồng thông tin lý giải về việc Messi không được trao siêu của bóng vàng dù anh quá thừa tiêu chuẩn. Thứ nhất, Frank Football muốn Di Stefano là người duy nhất và cuối cùng sở hữu giải thưởng để nó thêm phần giá trị và ý nghĩa. Thứ hai, việc Messi không được vinh danh có thể là một câu chuyện liên quan đến Real Madrid. Di Stefano là một huyền thoại lừng lẫy của kền trắng. Trong khi đó, phần lớn số quả bóng vàng mà Messi gặt hái trong sự nghiệp là ở màu áo Barcelona. Vì thế đội chủ sân Santiago Bernabeu có lẽ đã tác động gì đó phía sau để Frank Football ngừng việc tôn vinh Messi ngang với Di Stefano. Như thế, cựu tiền đạo quá cố sẽ mãi được nhớ đến với giải thưởng độc nhất vô nhị của mình. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi tầm ảnh hưởng của chủ tịch Florentino Perez là vô cùng to lớn. Lý giải này nghe khá logic, song chưa có bất kỳ ai xác thực. Và đây cũng chỉ là những ý kiến đưa ra trên mạng xã hội. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng mọi chuyện không nên bàn quá sâu. Biết đâu một vài năm nữa, Frank Football nghĩ lại và họ sẽ trao cho Messi siêu của bóng vàng thì sao? Ví dụ như vào năm anh giải nghệ chẳng hạn. Trước mắt, giải thưởng cao quý nhất làng bóng đá sẽ có nhiều biến động. Chỉ ngay sau khi Lionel Messi giành quả bóng vàng thứ 8, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã công bố thỏa thuận với tập đoàn truyền thông tư nhân Pháp, quản lý tạp chí France Football và tờ nhật báo L'Equipe. Tuyên bố đưa ra từ UEFA cũng nêu rõ, France Football và L'Equipe sẽ đồng tổ chức giải thưởng của bóng vàng nổi tiếng từ năm 2024. Hay nói cách khác, nó dẫn đến có những sự thay đổi mạnh mẽ trong cách thức bầu chọn cũng như cơ chế giải thưởng từ lễ trao giải của bóng vàng danh giá mà nhiều cầu thủ khát khao được dịp vinh danh. Theo thông tin từ UEFA, cùng với sự hợp tác và đồng thuận từ Groupe Amaury, lễ trao giải của bóng vàng 2024 sẽ có thêm hai hạng mục trao thưởng là huấn luyện viên nam và huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất năm 2024. Qua đây, hai hạng mục giải thưởng này sẽ ghi nhận sự đóng góp vô giá của các huấn luyện viên vào thành công trên sân cỏ. Như vậy, kể từ lễ trao giải của bóng vàng 2024, các hạng mục giải thưởng sẽ được nâng lên tổng cộng là con số 10, thay vì chỉ có 8 hạng mục giải thưởng như trước đây. Đó cụ thể là có bóng vàng nam, có bóng vàng nữ, cúp Copa, cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất, cúp Jacin, thủ môn xuất sắc nhất, cúp Gerd Müller, vua phá lưới, câu lạc bộ nam xuất sắc nhất mùa, câu lạc bộ nữ xuất sắc nhất mùa giải và giải thưởng Socrates dành cho hoạt động xã hội nhân đạo.